nay em mới về iPad nha cô chú anh chị. iPad em về nhiều ha. iPad hôm nay em bán được nên em nhập nhiều nha. iPad 4 không ha? iPad 4 và iPad mini nha. Rồi, với một số dòng điện thoại bên em. Điện thoại dòng cao có, dòng thấp có, RAM 8 có, RAM 12 cũng có luôn nha. Pin 5000, 6000. Rồi, máy rẻ tiền đây. Samsung J3, J5, J7. Rồi bây giờ em vô em test máy báo giá từng cái cô chú anh chị nào mình ưng thì cọc cho em 100k vào tài khoản ha. Nếu em có tài khoản thì cọc cạc điện thoại nha. Cọc xong cho em tên địa chỉ số điện thoại em ship ha. Em ship code ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mình ở khu vực thành phố Tân An á thì mua máy xem máy trực tiếp thì cứ tới số nhà 42 Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Tân An, Long An nha. Nhà em ở 42 Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Tân An. Rồi cô chú anh chị nào trước khi đi thì nhớ điện cho em trước ha. Để nhiều khi em đi nhập máy không có nhà nha. Giống như hôm bữa em mới đi Sài Gòn, vừa đi lên tới Sài Gòn có ông chú ở Đồng Tháp lên. Điện làm ha, ông chú đợi mấy tiếng đồng hồ tội nghiệp ông chú thấy ghê. Rồi bây giờ em vô em test máy nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo. Bên em là bán hàng chính hãng không nha cô chú anh chị. Không có bán Đài Loan, Trung Quốc hay là Singapore gì hết ha. Rồi cô chú anh chị nào mình mua hàng thì nhớ mua bên cái kênh nào thì nhớ để ý số điện thoại và cái mặt của người bán nha. Bên em toàn máy chính hãng chứ không có bán máy Trung Quốc, không có bán máy Đài Loan nữa. Rồi em lấy iPad trước nha. iPad 4 32GB. Máy đẹp ha. 32GB có xài sim nha. Xài sim là mình để sim 4G thôi nha anh chị. Chứ mình không có xài được nghe gọi nha. Mình xài Zalo, Facebook, YouTube rồi đó, TikTok rồi đó. Để dành mình xem trên mạng thôi. Đây, em chụp hình ha. Rồi cắm sau cắm trước vậy ok nha. Chụp lộn luôn. Em vô góc góc cho nó nhanh, nó không có quảng cáo ha. Cái lo nó như cái lo phát thanh luôn á nha cô chú anh chị. Cái này màn hình 10 inch nha, iPad 4 màn hình 10 inch pin cầm nha. Cái nào mà về em bao cho cô chú anh chị xài, nếu như mà pin không cầm á thì cứ gửi về địa chỉ cho em ha, 42 Phan Đình Phùng nha. Bên em là bán có địa chỉ rồi rõ ràng nha, không có bán máy tầm bậy tầm bạ cho cô chú anh chị nha. Đây là mình rồi, cái cây 32GB này em bán cho cô chú anh chị giá 1,4 triệu ha. 1,4 triệu 32GB có xài sim. Rồi cô chú anh chị mình khỏi sợ bị lầm ha. Đây em có mở nhạc luôn cho nghe luôn nè. Rồi tiếp theo iPad 4 16GB xài sim luôn. Bên em toàn là máy xài sim không ha, như có một cây không xài sim hay gì á. Cũng 10 inch luôn. Pin là pin trâu nha. Nè Zalo, Facebook, TikTok rồi em đã tải sẵn hết luôn ha. Xem bóng đá, Google rồi. MP3. Nói chung là các cài đặt thông dụng mình hay xài là em đã tải sẵn hết. Còn cô chú anh chị nào mình mua mà không có tài khoản á cứ nói em tải giùm cho nha. Tải giùm cho xong rồi em ship.
Rồi cây này 16 GB có xài sim 1,3 triệu cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em quay máy cho xem kỹ hơn ha. Muốn coi gì thì nói em quay cho xem luôn. Rồi tiếp theo cây này cũng vậy luôn. Màn hình không có trầy xước ám ố gì hết nha cô chú anh chị. À, không có đốm gì hết ha, không có cấn thủy. Cái này em cũng tải hết cho cô chú anh chị luôn. À, em chắc cảm ứng nè. Không có bị tưng, không có gì hết. Máy đẹp trên 90% ha. Rồi cái này em bán giá 1,3 triệu luôn. Em về lô hàng này toàn iPad 4 có xài sim không nha, có 16 GB không mà có một cây 32 GB. Rồi máy kia nghiêm chỉnh hết nha. Có tặng dây cáp sạc cho cô chú anh chị ha. Máy nè. Có 1,3 triệu hay bán rẻ cho cô chú anh chị xài nha. Mua về cho con em mình à, coi YouTube đâu ha, hay là hát karaoke gì cũng được nha. Rồi tiếp theo 16 GB xài sim luôn. Đây có ghi nè. Nói chung là máy bên em nghiêm chỉnh hết nha. Em test em mở loa cho cô chú anh chị nghe thì em mở một cái thôi tại vì em còn lai điện thoại nữa. À, còn cô chú anh chị nào muốn coi nào thì nói em chụp màn hình, em chụp hình em gửi cho. Quay video em gửi cho. Rồi nói chung là có một cây 1,4 triệu thôi ha, còn tất cả iPad 4 là 1,3 triệu. Còn cây này iPad 4 mà không xài sim luôn. Bữa em biết bán nhiêu. Cây này máy đẹp ha. Cô chú anh chị nào muốn mua ốp lưng á thì nói em sẽ mua giùm nha, 100k. iPad mini em có 3 cây ha. Hai một cây màu đen, xanh đen, cây màu đen, cây màu bạc nha. Cái này thì lo nó cũng lớn ha. Nhỏ nhưng mà cũng lớn này, cái này nhỏ gọn. Em có tải sẵn hết cho cô chú anh chị nè. 900k. Tặng cáp sạc ha, cô chú anh chị mình mua iPad thì được tặng cáp sạc nha. Còn bao da thì cô chú anh chị nào muốn mua thì nói em mua giùm ha. Rồi tiếp theo em có con này M30 ha. Ý M30S lộn. RAM 4, bộ nhớ 64, pin 6000. Vỏ thì nó trầy, nói chung là trầy theo thời gian nha cô chú anh chị. Còn lại là full chức năng hết ha. Máy tình trạng có làm sao thì em báo vậy nha. Đây nó bị đầy cái sườn thôi, còn màn hình là màn green nè, chụp hình là bao đẹp luôn. Rồi con MA30S này RAM 4, nhớ 64, pin 6000, màn hình 6.4 ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 1,9 triệu nha. M30S giá 1,9 triệu. Rồi tiếp theo A30S RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000, màn hình 6.4. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 1,8 triệu ha.
30s giá 1,8 triệu, máy đẹp nha. Chú anh chị mình mua hình, mua điện thoại bên em thì chụp hình về phần chụp hình là an tâm ha, máy nào chụp hình cũng đẹp, máy rẻ tiền chụp hình cũng đẹp nữa. Rồi A50. A50 này RAM 4 mua nhớ 64 luôn. RAM 4 mua nhớ 64. Pin 4.000. Giá 1,8 triệu cho cô chú anh chị luôn ha, A50. Máy đẹp trên 80% nha. Nè nó bị trầy sơn lên chút xíu ha. 1,8 triệu. Rồi Samsung A11 màu đen ha. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 4.000, màn hình 6.4 ha. Camera đục lỗ nha. Đây em chụp hình nha. Máy đẹp ha. Rồi em bán cho cô chú anh chị con này giá 1,750 triệu ha. A31. Con này cháy hàng nha cô chú anh chị. Em nhập hàng có con cây một nha, đặt hàng trước mới có nè. Cái này thì em bán chạy ha. Lúc nào cũng có hết. RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5.000. Máy đẹp trên 95% ha. Này là dấu tay thôi nha chứ không có trầy xước gì hết ha. Rồi A31 RAM 6 bộ nhớ 128, pin 5.000. Em bán cho cô chú anh chị giá 2,4 triệu nha. Rồi tiếp theo em có cây A21S ha. Rồi A21S RAM 6 bộ nhớ 64, pin 5.000. Màn hình 6.5. Màn hình 6.5 nha cô chú anh chị. RAM 6 bộ nhớ 64. Pin 5.000. Máy đẹp 95%. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 2,1 triệu. A21S nha. Rồi tiếp theo A51 luôn. Em có hai cây. Màu trắng. Màu trắng và màu xanh ngọc ha. Con này RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4.000. Màn hình đục lỗ ha. Pin 4.500 nha cô chú anh chị. Pin 4.500 gì em quên rồi. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị giá 2,7 triệu ha. Máy bên em là full chức năng nha cô chú anh chị, vân tay còn đầy đủ nha. Hai cây đẹp được đẹp như nhau nha. Rồi giá 2,7 triệu. Samsung A20 màu đỏ, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 4.000. Máy đẹp 95%. Rồi cái A20 này nãy em quên hỏi giá ông chủ rồi. Cái này
Em bán đại đi, giá 1 triệu 2 luôn. Rồi tiếp theo em có cái Apple. Oppo A53 RAM 4 bộ nhớ 128, màn hình 6.5. Chip nắp ra gần ha. Chip nắp ra là pin 5000. Máy đẹp 97-98% nha. Con này bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 250 ha. Máy đẹp nha. Rồi Apple A92020 máy đẹp 99%. Tặng ốp lưng và cường lực luôn. Ốp lưng có, cường lực có sẵn luôn ha. Máy đẹp 99% cho cô chú anh chị luôn, được tặng ốp lưng và cường lực dây sạc luôn ha. Đây em chụp hình nha. Rồi gam 8 bộ nhớ 256 ha con số anh chị. Màn hình 6.5 luôn, camera đục lỗ. Máy mới đẹp 99%. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu rưỡi con này nha. Full chức năng nha. Rồi con này bữa hổm em bán rồi, được cây rồi, hôm nay mới nhập về hôm qua nha. Oppo Reno Android 11 RAM 6 bộ nhớ 256. Con này pin 5000 luôn ha. Con Oppo Reno này bán giá 2 triệu rưỡi cho cô chú anh chị luôn nha. Cái này không có ốp lưng ha. Không có ốp lưng, không có cường lực luôn. Ủa xin lỗi, có cường lực nha cô chú anh chị, có cường lực. Có cần lực nhưng không có ốp lưng. 2 triệu rưỡi Renault. Chụp hình rất là đẹp nha. Camera cánh bườm á. Đây trên đây nó có camera trên đây nha. Em đảo lại là thụt xuống rồi nha. Đó. Đó, lòi lên nè. Đó, rồi. Apple Renault giá 2 triệu rưỡi. Rồi Oppo A9 nha. A9 Android 10 RAM 4 bộ nhớ 128 ha, màn hình 6.5 nha cô chú anh chị, camera đục lỗ nha. Cái này thì nó có một cái đốm trắng ngay đây ngay tay em đây ha. RAM 4 bộ nhớ 128. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu mốt 50 nha. Lưng nó không được 98-99% nha cô chú anh chị, 95% à. Oppo R15 Android 10 RAM 6 bộ nhớ 128. Đó là bên đây là camera, bên đây đèn led luôn nha cô chú anh chị. Rồi trên đây em like, em có nói thông tin thiếu sót gì cô chú anh chị mình muốn hỏi nào thì kết bạn Zalo với em hỏi, em nói lại nha. Rồi con R15 này giá 1.950.000 cho cô chú anh chị nha. Rồi tiếp theo Apple F9 luôn. Apple F9 thì RAM 4 mua nhớ 64.
Rằm 4 mùa nhớ 64 ha. Con này giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Máy cũng còn tương đối đẹp nha, 90%. Cái này là chụp hình bao đẹp luôn, ấp bộ chụp hình khỏi chê nha. 1,5 triệu nha cô chú anh chị. F9 em có một cây màu xanh và một cây màu đỏ tím này nha cô chú anh chị. Cây màu đỏ tím này em bán cho cô chú anh chị giá 1,450 triệu để mua ốp lưng bỏ vô ha. Xin lỗi em lộn nha cô chú anh chị, con này là 56 lần chứ không phải 54 nha. 56 bộ nhớ 128 em bán cho cô chú anh chị giá 1,9 triệu ha. 1,950 triệu mà em bớt 50 cho cô chú anh chị mua ốp lưng nha. Rồi Apple A5S RAM 332 em bán giá 1,250 triệu cho cô chú anh chị nha. Cái lưng đẹp nha, cái sườn hơi xấu ha, sườn thì chạy theo thời gian nha. Mua ốp lưng về bỏ vô mình xài ha, có 1,250 triệu à. Rồi Redmi Xiaomi C21i Android 10 gam 8 mẫu nhớ 256. Máy đẹp ha. Máy có tặng cường lực và ốp lưng cho cô chú anh chị luôn nha. Tặng bộ sạc luôn ha. Coi như full full phụ kiện luôn rồi. Cam trước cam sau ok ha. Máy chụp thấy mộng luôn á. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 2,6 triệu nha. Redmi 5 Pro gam 8 màu nhớ 256 luôn, màn hình đục lỗ, tặng full phụ kiện cho cô chú anh chị luôn. Máy đẹp 99%, 2,5 triệu nha cô chú anh chị. 2,7 triệu lộn, 2,7 triệu nha. Redmi Note 7 RAM 4 ổ nhớ 64 ha. Màu tím đỏ nè. Giá 1,7 triệu cho cô chú anh chị ha. Rồi Vivo màu xanh ngọc, máy đẹp 99% luôn. Y02S RAM 3 cộng 3 bộ nhớ 64, pin 5000 nha cô chú anh chị. Rồi 2,3 triệu nha. Vivo Y21 RAM 4 cộng 1 bộ nhớ 64, Android 12, màn hình đục lỗ, camera đục lỗ ha. Giá 2,150 triệu. Em chụp hình nha. Rồi cam trước cam sau ok nha. Vivo Y11 RAM 3 bộ nhớ 32 nè, em chụp hình nha. Camera trốn đâu mất tiêu rồi. Rồi Vivo Y11 1,450 triệu nha cô chú anh chị. Rồi G7 RIM hôm nay em còn một cây G7 RIM
1 triệu cho cô chú anh chị luôn. Máy đẹp ha, máy đẹp 97-98% nha. Màn không có ám ố gì hết nha, không có đốm. Đây, giá 1 triệu ha, gam 332, màn hình 5.5. Rồi, dưới 700. Dưới 700 rồi dưới... Đâu có số lô. Chi 7 2016, em còn một cây ha, máy cũng còn đẹp nha, đẹp 95% á. Con này đi. Rồi RAM 2 bộ nhớ 16, giá 950. Rồi. Chi 700 Chi 5 2016. Em bán solo cho cô chú anh chị luôn ha. Chi 3 rồ nữa. Rồi 700 nha cô chú anh chị nè. 700 G700, G5 2016, 3 cây, 1 cây G3RO. Rồi ha, 700 nha. 700 700k, em còn 5 cây ha. Rồi iPhone 5G nha cô chú anh chị, 5G 600k cho cô chú anh chị nha, máy full chức năng nha. Chụp hình đẹp bên cầm ha, chữa cháy nha. Rồi iPhone 6 6S luôn. Để vô coi cái nhiêu ghi. Nhiêu ghi anh? 16. Rồi 6S luôn này 16GB ha, máy đẹp 95%. Bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 6 luôn. LG màn hình vân tay luôn nha cô chú anh chị, anh số lần ha, nút nguồn nè, RAM 4 mà nhớ 64, chụp hình rất đẹp ha, 900k cho cô chú anh chị nha.